đê trận đấu giữa Tiến Minh và Tây Vực đến từ Malaysia bắt đầu. Tùng vừa vội vàng đi mua thẻ và đăng ký thêm mạng rồi, hy vọng là đủ dung lượng để livestream hết trận đấu này. Trận đấu được đón chờ nhất. Hot number 4, Matt Singer, Chia Wei Chan Malaysia vs Urusan Dus IMV India. Umpire, Bayan Yen Dina, Sovichers Khang Vy An Dina, Hot number 4. Sân khu sổ hồ, nội dung đơn nam, trận đấu số 26, Chia Wei Chan Malaysia thi đấu với Urusan Dus IMV India, Ấn Độ. Trọng tài chính Mai Lan Yên Việt Nam, trọng tài giao cầu Hoàng Quỳ An Việt Nam. Chúng ta được qua, chúng ta được qua. Điểm 1-2 cho tới với chúng tôi. Xin chào Vũ Khang, xin chào Trương Nguyên Quân, xin chào Trung Thảo. Hôm nay máy đều dùng hết dung lượng mọi người. Vừa mới đăng ký thêm dung lượng, cả hai máy, cả hai sim đều hết dung lượng hết. Mọi người nhớ để ủng hộ bằng canh chuông, chia sẻ live stream này đến nhiều người hơn đúng không? Rất nhiều mong muốn đồng đội mong muốn trong trận đấu này và được đấu rất gắt của đội đến từ Malaysia chuyển hai đều. Hai đội tuyển mình một pha về số không tốt của đội tuyển từ Malaysia. Theo ông quan sát thì tay đội tuyển từ Malaysia có lẽ là có tuổi khá trẻ. Sự di chuyển rất linh hoạt. Tuấn Minh đánh cầu ngang rất là tốc độ luôn. Ủa, còn hay rất cao, đập cầu rất mạnh. Tuấn Minh không thể cản phá cầu ngang được rồi. Điểm 3 đều. Đấy à? Ai thấy chưa? Ok mọi người xem được thi đấu như nào? Không phải đây không? Sao đến lúc thi đấu vẫn không thể xem có vậy? Hay là đang có ai đi mất rồi? Ok, cùng Nga để chúng mình rất tốt. Đây là đến từ Việt Nam có lối đánh rất bền bỉ. Hay trăm ngoài. Một pha tỷ cầu rất tốt của chúng mình nhưng rất tiếc cầu ra ngoài. Đẹp đấy. Điểm 43 chúng ta hay chưa? Lời Dương Vương, lời Nguyễn Thế Hiển. Xin chào tất cả những ai đang theo dõi live stream của hôm. Mọi người ơi, các mình mua thì không có thể nhìn thấy tên mọi người để không biết ai đang theo dõi ủng hộ live stream hôm không. Và hãy cùng chia sẻ live stream này để giúp cho các người bạn, những người bạn của các bạn để thưởng thức trận đấu này. Đây là của Việt Nam. Đây là tài năng nhất của đội Việt Nam trận đấu trên sân. Lên một pha cầu ngoài của Tây Vợt đến từ Malaysia, 4 điều. Tôi cảm ơn anh Vũ rất nhiều, lại một lời động viên rất tuyệt vời. Xin chào anh Việt Ấn, xin chào anh. Xin chào Đặng Thanh Nga. Xin chào chị Đặng Thanh Nga, xin chào Tài Lưu. Đồ ngoài sân, 4 cho Malaysia. Xin cảm ơn, xin chào Yến Linh nha. Cảm ơn em đang luôn đồng hành và ủng hộ những live stream của anh. Hello. Một pha đập cầu kẻ chỉ dọc biên rất tốt của tay vợt đến từ Malaysia. Điểm 7-4 cho Malaysia. Rồi có vẻ đối thủ của Tiến Minh cũng khá mạnh. Một tay vợt với thể hình khá tốt, di chuyển khá linh hoạt luôn. Tay vợt đến từ Malaysia, mình nhìn nha xem. Cao hơn Tiến Minh, trẻ hơn Tiến Minh. Ngắn còn 5-7 trong những tuyến mình. Có
kiểu sao Quang Minh đã nhìn thấy anh đâu mà gọi là cha khèn liềm. Chuyển mình rất lì, mình chết yêu chuyển mình đâu phải dễ. Ông pha thủ cầu ra ngoài hơi đáng tiếc rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chia sẻ live stream này nhá, và lượng người xem đang tăng lên rất là nhanh, thực sự rất là tuyệt vời ạ. Ok, giải này đánh từ mùng 9 đến ngày 14 nha anh. Nếu mà mọi người ở Hà Nội hoặc là mọi người ở các tỉnh lân cận thì hãy sắp xếp thời gian để đến với Hà Nội, đến với nhà thi đấu Tây Hồ để xem những trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết của giải đấu. Giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều các tay vợt đã có tên tuổi như tay vợt Kenichi Sago của Nhật Bản, tay vợt Du Jeon Seom của Hàn Quốc, tay vợt đang từng xếp hạng thứ một thế giới ở nội dung đơn nam, tay vợt tập Lee Jong Dae các bạn, và cả tay vợt Kim Sa Ran nữa, rất nhiều các tay vợt mạnh khác. Đấy là mọi người thả tim nhiều quá, thấy rất vui và rất phấn chấn ạ. Và hiện tại thì tay vợt đến từ Malaysia đang dẫn trước anh Tiến Minh với điểm số 96. Với tinh thần thi đấu và sự lì lợm của Tiến Minh thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng dành cho đại diện của cầu thủ Việt Nam. 96. Đại diện của rất tốt. Vâng, hiếm khi thấy Tiến Minh được cầu mạnh như vậy. Pha xoa cầu của tay vợt đến từ Malaysia rất tốt, rất là tốt, điểm đầu tiên rất tốt. Trong sân đe cũng đánh các người, nhưng sân đe thì này có Du Jeon Seom đánh cũng gặp. Thế mọi người tiếp tục là tranh thủ lúc trọng tài đang lau sân, mọi người tuy Zoom chia sẻ live stream nào. Rất nhiều người đang mong muốn thưởng thức trận đấu này và không biết xem ở đâu, vậy thì mọi người Zoom chia sẻ live stream này và giúp cho những người bạn của bạn có thể xem trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính nha. Và chúng ta hãy cổ vũ cho Tiến Minh nào. Mọi người hãy comment Tiến Minh cố lên được không? Mọi người hãy comment Tiến Minh cố lên để cổ vũ cho nhân Tiến Minh nào. Anh đang bị dẫn trước điểm số 79. Một pha kê cầu rất sát của tay vợt đến từ Malaysia. Chúng mình thủ cầu rất nhịp. Bên này bị hết dung lượng nha mọi người. Cả hai máy, cả hai stream của Hùng đều bị hết dung lượng vì Hùng live stream từ sáng tới giờ rồi. Đã nhiệt tình hết mình vì anh em rồi. Có điểm số chưa mọi người? Điểm số ở phía màn hình chưa? Điểm 18 cho Malaysia. Ok mọi người cổ vũ Tiến Minh cố lên nào, cầm mình Tiến Minh cố lên nào. Khoảng 7 giờ thì lại Nguyễn Hải Đăng lại tiếp tục thi đấu trận đấu tiếp theo mọi người. Hùng vừa mới gặp Hải Đăng ở ngoài phòng chờ và vừa mới chụp ảnh cùng Hải Đăng xong. Nguyễn Hải Đăng, tài năng trẻ của cầu lông Việt Nam. Hy vọng, niềm hy vọng của Hùng và rất nhiều các fan hâm mộ khác tại giải đấu chính thức Hà Nội này. Với lối đánh giống như Momota của thì Hải Đăng được gọi là Kento Momota của Việt Nam. Hải Đăng Momota. Cảm ơn Thế Trần Trung. Ok, Tiến Minh cố lên. Bình luận viên cố lên, em cảm ơn rất nhiều. Điểm 18 ở trận đấu đầu tiên. Vận động viên đến từ Malaysia đang dẫn trước với khoảng cách là 3 điểm. Malaysia di chuyển rất linh hoạt, bật rất cao và đặc biệt là những pha cầu dọc biên rất là hay. Ok, em cảm ơn fan Công Hùng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi ủng hộ live stream Hùng. Hùng muốn xem được lượng người nhiều hơn, đông đảo hơn nữa. Cổ vũ cho Tiến Minh nha. 118. Rõ ràng với tuổi Tiến Minh thì anh thi đấu tại giải đấu này có thể nói là khá già rồi. Chờ một vài năm nữa khi mà Hải Đăng đã có nhiều kinh nghiệm và thi đấu chắc chắn hơn thì có lẽ Hải Đăng sẽ có thể thay thế anh Tiến Minh. Cảm ơn những khán giả rất nhiều, cảm ơn Sơn Miu nha.
hãy cứ dùng chia sẻ live stream đi nhiều vui hơn nhé, là càng nhiều người xem hùng càng vui mình luôn, càng hay luôn. 128 cho Malaysia. Mọi người đến từ Malaysia đánh cầu khá lắc léo và vận động viên đó di chuyển rất là nhanh. Điểm chúng ta sẽ còn 9-12 cho tiếng mình. Ok anh Nguyễn Khánh, trưa nay anh nhìn thấy em ăn bánh mì hả? Từ đêm hôm qua đến lúc đấy em mới được ăn bánh mì đấy, đói quá. Vừa nay vừa làm được phát bánh đa nữa, bây giờ lại có sức bình luận rồi. Không là gục ngay tại chỗ này đấy. Giờ tay trọng sàng, người nước vào rất là nhiệt tình, bắt chuyện với ông, nhưng mà mỗi trời cũng phải nói với anh. Còn nói là cảm ơn, cảm ơn tiếng Việt ấy. Rất là lịch sự. Cảm thấy vẫn là 4 điểm. Đây vẫn đến từ Malang thi đấu khá xuất sắc. Thi đấu vừa rồi chúng ta đang dẫn trước tiếng mình thi đấu trận đấu đến giờ. Số đang là 13-9 cho tay vợt Malaysia, Tiến Minh đang bị dẫn trước mọi người. Vâng, có vẻ Tiến Minh đang chuyển sang lối đánh bên bỉ rồi. Nói sân Tiến Minh chuyển sang lối đánh bên bỉ, mình rất sở trường. Thương hiệu của Tiến Minh được cầu dài 108 chặng của Tiến Minh và dọc đi xe chứng minh điều đó. Tiến Minh rất bền bỉ. Tình hình là không like được hết trận rồi. Đấy, ông sắp sập nguồn rồi mọi người. Em ở đây nhá, Lâm bình luận giúp anh đi sạc pin đã. Ok, xin phép mọi người, xin nhờ bạn Lâm Perry bình luận giúp ông trận đấu này. Ông sẽ đi sạc pin vào cục sạc dự phòng để có thể tiếp tục có pin dành cho mọi người ạ. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Lâm Perry nhá. Không cần cái dây này cũng được. Quay lại một trận đấu này thôi. Sẽ hai cầu bình luận trong trận đấu này. Số hiện thời đang là 11-13 về phía tay vợt Malaysia. Tiến Minh đang dẫn điểm. Tiến Minh sung sức ở trận đấu bắt buộc. Chào mọi người. 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 Ch
mọi người. Thay mặt thôi. Cày đấy nhỉ? Thay mặt. Đáng hay. Hả? Đáng hay. Yeah!
Hết khi nào? Được một khi thôi mà nhỉ? Anh vừa đi động bát báo hết khi nào? Em hỏi ai? Một lần vớ vẩn thế nhỉ? Một ghi thế? Một ghi sao đủ? 4 ghi còn biết. Một ghi vừa mới phát mà. Không biết anh vừa đăng ký này. Rồi đăng ký tiếp đi thôi. Vẫn đang quay video đúng không em? Ôi, Tiến Minh lại thắng à? Ui, dị nhờ. Thank you.
mệt. Ba à, 11 ba rồi. Quá mệt mỏi từ Malaysia. Các bạn anh ơi. Ơi. À à nha, để anh mở nha. Uống trước nửa đi. Ờ ok. Không cầu vào hai tóc.